Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin có thể vượt qua đợt sụt giảm lịch sử vào tháng 9 năm nay vì dữ liệu on-chain và xu hướng thị trường cho thấy giá Bitcoin có khả năng đột phá với các mức quan trọng cần theo dõi. Bitcoin khởi đầu tuần với một kịch bản cực kỳ biến động, dao động quanh mức 59.000 đô. Theo lịch sử, tháng 9 là một tháng khó khăn đối với tiền điện tử, với 8 trong số 11 năm kể từ năm 2013 cho thấy lợi nhuận âm. Tuy nhiên, các tín hiệu thị trường gần đây cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng này. Bitcoin chỉ có 3 lần gặt hái được lợi nhuận dương kể từ năm 2013, đó là các năm 2015, 2016 và 2023. Với tất cả các năm còn lại đều cho thấy bước giảm đáng kể. Tuy nhiên, bất chấp bối cảnh lịch sử bi quan này, một số xu hướng thị trường mới nhất cho thấy khả năng có sự thay đổi về động lực. Theo Sentiment, Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng mà không phụ thuộc vào cổ phiếu, báo hiệu sức mạnh của ngành công nghiệp crypto. Sự tách biệt này khỏi các thị trường tài chính truyền thống có thể chứng minh là rất quan trọng đối với giá Bitcoin, đặc biệt là nếu cổ phiếu vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, phân tích mới nhất của CryptoQuant chỉ ra tỷ lệ sáp ngắn hạn của Bitcoin giống với mức được thấy vào tháng 9, tháng 10 năm 2023, cho thấy khả năng đảo chiều. Sự sụt giảm trong tỷ lệ sáp có thể báo hiệu một giai đoạn phục hồi sắp tới cho những người có triển vọng tăng giá, trong khi các nhà giao dịch bi quan có thể coi đó là dấu hiệu báo trước cho sự biến động liên tục. Những diễn giải hỗn hợp này làm tăng thêm suy đoán rằng Bitcoin có thể bất chấp sự sụt giảm thường thấy vào tháng 9. Bitcoin có vốn hóa thị trường cao nhất cùng với thị trường tài chính rộng lớn hơn có thể hưởng lợi từ đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed. Nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ hay còn gọi là FUD ngày càng tăng giữa các nhà giao dịch có thể tạo tiền đề cho sự phục hồi giá Bitcoin. Theo Sentiment, sự bi quan ngày càng tăng của các nhà giao dịch có thể là tín hiệu tích cực cho triển vọng ngắn hạn của Bitcoin, vì tâm lý bi quan cực độ thường đi trước sự đảo ngược của thị trường. Lãi suất mở của đồng tương lai Bitcoin tăng 1% lên 30,43 tỷ đô la, cho thấy tâm lý thị trường tích cực đối với tiền điện tử. Ngoài ra, một báo cáo gần đây cho thấy hoạt động của cá voi Bitcoin đã tăng lên, với các nhà giao dịch tích lũy tiền điện tử. Điều này báo hiệu động lực tích cực cho tiền điện tử trong tương lai, đồng thời báo hiệu khả năng phục hồi trong tương lai. Thông tin tiếp theo. Kể từ ngày 31 tháng 8, lượng ETH được gửi đến các sàn giao dịch đã tăng dần. Sự gia tăng này trùng hợp với việc ETH phải đối mặt với mức kháng cự ở mức 2.750 đô la. Theo CryptoQuant, 19 triệu ETH trị giá 47 tỷ đô hiện đang được giữ trên ví trao đổi, tăng 1,01% trong tuần qua, mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 8. Dự trữ trao đổi của một tài sản theo dõi tổng số coin hoặc token được nắm giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Sự gia tăng đột biến trong số liệu này thường cho thấy rằng những người nắm giữ đang chuyển tài sản của họ sang các sàn giao dịch với mục đích bán. Điều này dẫn đến áp lực bán gia tăng, khiến giá giảm nếu việc bán vượt quá nhu cầu mua. Sự suy giảm dòng tiền của những người nắm giữ ETH lớn xác nhận rằng những con cá voi cũng đã áp dụng một cách tiếp cận giảm giá. Kể từ khi ETH giảm xuống dưới 3.000 đô vào đầu tháng 8, họ đã dần dần giảm mức độ tiếp xúc của mình. Dữ liệu của Into the Block cho thấy dòng tiền của những người nắm giữ ETH lớn đã giảm 17% trong 30 ngày qua và giảm 36% trong tuần qua. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền mà các nhà đầu tư lớn mua và số tiền họ bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi nó giảm, nó báo hiệu sự sụt giảm trong lượng nắm giữ của cá voi. Đây là tín hiệu giảm giá, cho thấy những người nắm giữ chính đang bán tiền của họ. Điều này thường thúc đẩy các nhà đầu tư bán lẻ làm theo, làm trầm trọng thêm sự sụt giảm giá của một tài sản. Trong tháng qua, giá trị của ETH đã giảm 22%, với sự quan tâm giảm dần, báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục. Biểu đồ này cho thấy các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ triển vọng giảm giá này. Ví dụ, chỉ số Eldoray trả về giá trị âm là âm 207,82. Chỉ số này đo lường mối quan hệ giữa sức mạnh của người mua và người bán trên thị trường. Khi giá trị của nó dưới 0, sức mạnh của phe bán sẽ thống trị thị trường. Ngoài ra, khối lượng cân bằng OBV của ETH đã giảm kể từ ngày 31 tháng 7, phản ánh áp lực bán gia tăng. Hiện tại, OBV của ETH ở mức 41,6 triệu. Giá đã phải vật lộn để duy trì đà tăng, đặc biệt là sau khi hình thành mô hình giao cắt tử thần cách đây khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, nếu ETH chứng kiến nhu cầu mới tăng trở lại, điều này có thể đẩy giá lên 2.579 đô la. Blockchain Ethereum đang trải qua giai đoạn chậm lại vì các mạng lưới khác như Solana đã thành công một phần trong việc chiếm lĩnh vị trí của nó trong vài tháng qua. Kết quả này có thể đã thúc đẩy nhà sáng lập Vitalik Buterin hành động. Dữ liệu gần đây cho thấy mạng lưới Ethereum đang trải qua sự suy giảm thống trị, một kết quả đã ảnh hưởng đến dòng tiền theo hướng có lợi cho các mạng lưới khác như Solana, Bitcoin và Binance Smart Chain. Không có gì ngạc nhiên khi Vitalik gần đây đã thể hiện sự tương tác nhiều hơn trên nền tảng X. Điều này đặc biệt rõ ràng kể từ tuần cuối cùng của tháng 8,
khi có sự gia tăng đột biến các bài đăng của ông, có lẽ là một động thái nhằm thúc đẩy hoạt động trong mạng lưới. Sự suy giảm mức độ phổ biến của mạng lưới Ethereum thể hiện rõ qua số lượng giao dịch lớn. Mạng lưới vừa kết thúc tháng 8 với số lượng giao dịch lớn hàng ngày thấp nhất được ghi nhận kể từ đầu năm 2015. Số lượng giao dịch lớn đạt 2.150 TXS. Đây là con số thấp nhất mà nó đạt được cho đến nay. Lưu ý rằng, đây là các giao dịch có giá trị từ 100.000 đô la trở lên. Số dư địa chỉ cũng vẽ nên một bức tranh thú vị. Số dư bằng 0 mở vào tháng 9 ở mức cao thứ 3 trong 8 tháng qua. Điều này xảy ra sau khi ghi nhận mức tăng đột biến kể từ ngày 28 tháng 8, từ khoảng 85.000 địa chỉ lên hơn 171.000 địa chỉ không có số dư, tăng gấp đôi số địa chỉ trong vòng 3 ngày. Số lượng địa chỉ hoạt động đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8. Để hiểu rõ hơn, mạng lưới Ethereum đạt được hơn 800.000 địa chỉ hoạt động hàng ngày vào tháng 7. Đây là hoạt động địa chỉ được ghi nhận cao nhất vào năm 2024. Kể từ đó, con số này đã giảm xuống còn 500.000 địa chỉ hoạt động theo dữ liệu mới nhất. Sự phấn khích giảm dần cho mạng lưới Ethereum cũng phản ánh vào hành động giá của ETH, khiến tiền điện tử này ở lại trong vùng tích lũy trong 4 tuần qua. Và thông tin cuối cùng, kể từ quý 2 của năm, nhiều altcoin bao gồm cả Chainlink đã phải vật lộn để đạt mức tăng đáng kể. Điều này đánh dấu sự tương phản rõ rệt với hiệu suất của chúng từ tháng 1 đến tháng 3. Kết quả là thị trường đã chuyển hướng mạnh mẽ sang sự bất ổn và sợ hãi. Một số liệu nhấn mạnh hiệu suất yếu kém liên tục của Chainlink là sự phân kỳ giá, địa chỉ hoạt động hàng ngày DAA. Số liệu này giúp xác định xem hoạt động của mạng có hỗ trợ cho biến động giá hay không. Khi các địa chỉ hoạt động, đo lường sự tham gia của người dùng trên blockchain tăng theo giá, Chainlink có thể đạt giá trị cao hơn. Nếu hoạt động mạng tăng trong khi giá giảm, điều đó ngụ ý rằng sự phục hồi có thể ở gần vì nó đưa ra tín hiệu mua. Tuy nhiên, sự rút giảm của DAA thường là tín hiệu giảm giá. Sự phân kỳ giá DAA của Link là âm 56,35%, cho thấy sự mất kết nối yếu giữa giá của altcoin và mức độ tương tác của người dùng. Chỉ báo IOMAP cũng hỗ trợ triển vọng này. Theo Into the Block, khoảng 5.540 địa chỉ đã mua 4,46 triệu Link với giá khoảng 10,16 đô la, đưa họ vào giá trị thực. Ngược lại, hơn 8.000 địa chỉ đã mua 17,94 triệu Link với giá khoảng 10,52 đô la. Dựa trên các điều kiện trước đó, giá Link có thể không có đủ hỗ trợ để ngăn chặn một xu hướng giảm khác. Thay vào đó, nó có thể phải đối mặt với mức kháng cự, có khả năng giảm xuống còn 9,72 đô la trong những ngày tới. Về mặt phân tích kỹ thuật, Chainlink đã thoát khỏi mô hình cờ hiệu giảm giá 2 tuần trước, một mô hình kỹ thuật báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Việc vô hiệu hóa xu hướng giảm tại thời điểm đó đã đẩy giá Link lên 12,62 đô la. Tuy nhiên, giá trị của altcoin này đã giảm gần 20%, xóa sạch gần như toàn bộ đà tăng trước đó. Ngoài ra, mức kháng cự tại 10,73 đô la cho thấy Link có thể không duy trì được xu hướng tăng. Nếu điều này xảy ra, một đợt điều chỉnh đáng chú ý có thể tiếp diễn. Theo chỉ báo thoái lui Fibonacci, mục tiêu tiếp theo của Link nằm ở mức khoảng 9,72 đô la. Nhưng dự đoán này có thể bị vô hiệu nếu thị trường altcoin rộng lớn hơn chứng kiến sự hồi sinh. Nếu điều đó xảy ra, giá Link có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 10,73 đô la và có khả năng đạt tới 11,55 đô. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.